một cái quán thịt nướng cũng rất là nổi tiếng ở Yên Trên và ăn rất là ngon mọi người. Thịt nướng rồi hoặc là thịt bò xào, heo thịt bò nướng gì đó mọi người, sườn, đặc biệt là món sườn nướng, sườn heo nướng, sườn bò nướng rất là ngon và rất là tuyệt vời. Và bây giờ Thấm sẽ dẫn mọi người đến quán để thưởng thức những món này á. Mà mọi người thấy không, hôm nay không khí ở Hàn Quốc rất là mát mẻ. Hôm qua thì mưa tối dài luôn, hôm nay rất là mát mẻ. Rất là thích hợp để thưởng thức cái món thịt nướng nào đúng không mọi người? Nào chúng ta hãy cùng đi thôi nào, let's go. Đây mọi người thấy không, cầu thang cũng có món ăn nữa ha. Tuyệt vời. Trang trí mà nhiều như chữ ký hay gì không? Chữ ký của người nổi tiếng hay là như thế nào á, mình cũng chả biết luôn. Wow, rất là nhiều. Hầu thay và các món ăn này. Đây là một nhà hàng cũng lớn thôi. Kim이 냉면 안 먹어봤습니까? 아 투하고 싶다 그랬어 아까. 아유 따뜻해 이거 투명. 카레고기요. 카레고기로 드려요? 네네. 아 밥 밥노. 넘어가야겠지. 이게 뭐야? 도라지. 내가 얘기해. 먹어봐요 도라지. 남들이 운전을 또 이상하게 하면 뭐라고? 저기 하나만 시켰어. 일단은 샘플로 보고 저기, 해보고요. 저기 뭐야? 철저 용접하는 애들이 있고. 저기 있어. 색깔 좋다. 냉면은 조금 이따 드려야죠? 아니요, 지금 드려요? 네. 이거 계산 하나 주세요. 고기 네, 알겠습니다. 얼마 달라요? 고기? 그죠? Thank you.
세계별 들어오면 보상이 제일 많이 받는 거예요. 왜요? 보상. 왜요? 보상을 제일 많이 받아. 것처럼 다 보내주셔야지 제작이 저기 들어가거든요. 복도는 부동산이야. 아, 저희 어제 새벽까지 한 일하고 너무 맛있었어.
그냥 이거 넣어버렸고요. 한번 다리, 같은 다리. 아, 그거 하나.
일본으로 베트남 여자가 시집가 갖고 나도 보라지가 이렇게 노래 아이 춘장은 너무 물 뭐 춘장가 이런 거 넣겠지 막해야지 춘가 나와 진짜? 표정이 안 좋은데? 여 여 아니 아직 더 나오네 어 향이 이렇게 세냐? 달고나 향이 근데 보라지 향이 안 돼 이거? 상판을 세워서 하는 걸로 나한테 얘기 안 한 거야? 네 맛있다고?
맞아요. 그렇게 해야지 이제 배열이 되실 거예요. 네. 맞아요. 원래 1장만 하나 가야 되는데 2장이 이렇게 해서 결대 무시하고 갔어요. 빨리 야박으로 손님이 온다니까 오라는 거야. Hẹn gặp lại mọi người nhé. Hẹn nhau đi các sư.